vân tay, có thể thay thế password trong tương lai. Google vừa chính thức công bố một tính năng mới trên các dịch vụ của mình, cho phép người dùng xác định danh tính bằng cách sử dụng dấu vân tay, thay vì phương pháp nhập mật khẩu truyền thống. Theo dự kiến, tính năng này sẽ ngay lập tức góp mặt trên các dòng điện thoại Google Pixel, và sau đó là tất cả những điện thoại chạy Android phiên bản Nougat trong một vài ngày tới. Trong tương lai, Google cho biết sẽ đưa chức năng này tới nhiều dịch vụ của hãng, bao gồm cả Google Cloud, tính năng bảo mật bằng vân tay được xem là một cải tiến đa diện so với phương thức nhập mật khẩu truyền thống, không chỉ tiện lợi hơn, với phương pháp này, thông tin đăng nhập được lưu trữ ngay trên ngón tay của bạn, vì vậy chúng không thể bị hack hoặc can thiệp một cách dễ dàng như đối với password. Trước đây, một số người dùng từng bày tỏ lo lắng rằng Google có thể thu thập dấu vân tay của người dùng, tuy nhiên trên thực tế lại không phải như vậy.